Xin chào mọi người, mình là Chim Sẻ Nắng và kênh Chim Sẻ Nắng Official là kênh chính thức của mình. Hy vọng mọi người sẽ follow và ủng hộ mình nhá. Rồi, ra đến với trận đấu này, chào anh Nguyễn Đình Long nha. Đây là máy của người cầm 4 game thủ anh Huy. Trận thi đấu thứ tư trong kèo 33 khi mà chúng ta đang ở thế bị dẫn trước 2-1. Và trên hành trình của những người đi gỡ nha anh em, quả đầu đã có tới từ game thủ anh Huy đây rồi. Một mỏ quả đầu đang có 1, 2, 3, 4, 5, 6 cây. Không voi không hiêu, chắc đóng BG luôn thôi. Đây là máy của game thủ Chim Sẻ. Sẻ đang có những bước đi dò ở trong trận đấu này với mỏ quả đầu 7 cây. Dừng quanh nhà, một thế bài trong cánh, một rừng già, một rừng thông đẹp để cho Chim Sẻ có thể cơ cấu đây rồi. Ta có máy của game thủ Xuân Thứ với một bài đấu được cầm màu 2 đầu cánh. Và đang có xe dò tìm loan bấy hiệu đầu 7 con, quả đầu 7 cây, nét. Cố gắng nào anh em ơi. Con xe dò tìm ra đây rồi và sẽ lùa mấy con này về đến từ Xuân Thứ. Sẻ đang có những đi dò đầu tiên của mình, hai nông dân đi dò luôn. Hy vọng bài vở tới từ một chút để có thể bật lại trong kèo đấu này nha anh em. Quả phụ đây rồi, xin mấy con voi đưa về nào, đừng solo sư tử chết dân nữa, please xin đây. Không chết dân rồi, điềm rồi anh em ơi. Solo sư tử không chết dân như thế này là chúng ta sẽ thắng đấy. Đúng anh em, trận trước solo đen quá, solo tử chết dân thua luôn. Trận này solo tử không chết dân thắng rồi, bài thiếu một đồ thôi. Giờ dân này thấy hai voi giật về quả phụ thứ hai cũng được, thấy quả phụ thứ hai bài đánh 26 dân cộng 1 khỏe luôn, đúng không anh em? Thế vòng nữa đi dò hay là cho con voi đấy, có gì giật về đấy. Chuẩn bị thiết kế trên nhà bếp đầu tiên đây rồi, đủ gỗ rồi, ép đầu thôi. Rồi làm vòng đi dò đi thủ Chim Sẻ. Ok, em cảm ơn anh Khôi đã ủng hộ em một cân thịt trâu nha, thank you anh. Và vào đến với trận đấu này, tôi xin giới thiệu với bạn về nhà chợ Richman, một đơn vị đang đồng hành cùng Chim Sẻ Nắng Studio để phát triển cộng đồng AI Việt Nam. Nhà chợ Richman tôi là một đơn vị chuyên cung cấp sản phẩm chăm sóc sắc đẹp toàn diện cho nam giới và đang có rất nhiều ưu đãi khủng khi anh em mua hàng qua Shopee. Săn deal khủng trong livestream khung giờ 11:30, 15:30, 19:00, có voucher giảm ngay 100k. Deal combo lịch lãm từ 359k còn 269k, tặng miếng dán trắng răng chỉ có trên Shopee. Deal combo tinh tế 269k còn 219k, sữa tắm 159k còn 129k. Ngoài ra còn thêm mã giảm 30k cho đơn 350k khi nhập mã Richman trên Shopee nữa. Anh em muốn sở hữu các sản phẩm tới từ nhà chợ Richman có thể truy cập theo đường link mà mình đã ghi ở phần comment. Rất mong là anh em ủng hộ cho một đơn vị đang đồng hành cùng Chim Sẻ Nắng Studio. Cảm ơn anh em rất nhiều. 6 lít anh bố Coca ơi. Có thêm voi đấy, Chim Sẻ đây rồi. Giải quyết bấy nhiêu ở trên các BS nhân đôi. Và đưa con voi này về dành cho cái thủ Chim Sẻ. Ok, voi về đây rồi. Em trai Vũ Duy Hội nha, hello anh. Rồi, đem vào đưa về đây rồi. Và mặc dù thôi, tôi định nói nhưng mà tại thôi. Anh em chửi rát quá, không biết phải nói thế nào. Và mặc dù thua nhưng mà vẫn rất mong anh em ủng hộ. Dạo này Sẻ Long phong độ khỏe quá. Anh bố Coca trước tin nhắn chờ ấy nhá, em nhắn tin cho anh rồi đấy ạ. Rồi cố gắng anh em ơi, cuộc sống mà, Tết nhất đến nơi rồi, mấy ngày nữa là Tết rồi các cụ ơi. Chúng ta hướng đến một năm mới thành công đi. Rồi giải quyết thêm một hiệu này nữa này cho cái vụ Chim Sẻ Nắng. Có lúc thắng thì phải có lúc thua chứ anh em. Thắng mãi thì chơi với khỉ à. Giải quyết thêm một hiệu này. Ok, đây là máy của cái thủ anh Huy này. Bài đánh đột biến 2-3 dân này, khá là nét này. BM đóng xong rồi, BA đóng xong 9-1x với bài 2-3 dân cộng 1 này cho bài đấu này. Và đây là máy của cái thủ Xuân Thứ này. Xuân Thứ thì là bài 25 dân. Có xe dò màu 8, đó chính là anh Siêu Khu để ở đây rồi. Siêu Khu đó chính là game thủ
điểm khốc anh em ạ. Hải ơi, thế L nào ông là bình luận viên, ông lại chặn Facebook của tôi là sao nhở? Chặn Facebook của bạn mà tôi vẫn nghe thấy nghe thấy à, nhìn thấy comment của bạn được nhở? Bạn bị nhầm à? Rồi, bắt đầu tăng A đấy, game thủ Xuân Thứ đây rồi. Chúng ta sẽ đến với mặt máy của Huy Sức để đánh 2-3 dân trận đấu này. Mò 2 Xuân Thứ lên đời cân như Huy luôn. Tôi bị chặn thật mà. Sao bây giờ anh bị chặn em vẫn đọc được comment của anh ấy để bảo em chặn anh thế này. Thế chắc anh nhầm rồi. Bò bế nhà cửa mình thôi. Bài đánh Nga cao đến từ cái thủ anh Huy ở trận đấu này. Bốn à đi anh Huy rồi và đang đẩy xe giò đầu cánh. Tránh Hoàng Lân nhá, tránh em. Và bốn a tơn đầu đến từ anh Huy, sắp lỗi một con rồi. Ok, bây giờ thì đều cả bốn con. Và anh Đặng Văn Trương nhá, dàn máy nguyên thủ thứ tư. Xuân Thứ đang có tham lai là 29/36 trận đấu này, tránh Tô Hiệu nhá. Đầu cánh này thì chưa biết là Xuân Thứ đối đầu với ai. Rồi, tơn đầu tiên 5A. Trong góc auto đập BC sắp dần từ đầu rồi. Dâng A vào bắn anh làm sao mà anh sóc anh đọc BC sắp dần từ đầu được. Tránh Trần Hoàng ạ. Hải ơi, bình luận máu nhưng bán trẻ kém quá à. Ok anh Cương ơi, anh check tin nhắn đi anh Cương ơi. Em cảm ơn anh. Rồi, tân đầu tiên bắt đầu đẩy đi rồi. Chúng ta cùng xem sẻ sẽ đẩy cho cánh nào nhá. Đây là một nãy thủ chim sẻ với tham lai là 38/44. Như vậy là đang muốn đẩy cho anh Huy ở cánh này rồi. Vâng, đó là màu 8 game thủ CLQ. Bài mà màu 8 đang móc máy vào mông của anh Huy. Đây là Huy Sứt. Huy tham lai là 42, đang bị màu 7 ốp vào nhà BA. Như vậy cánh này là 7, ơ, 3 người đánh cánh này á. Cả 7, cả 8, cả 6 này, Thanh Long ở trong cánh, màu 7 đầu cánh này, Huy bắt đầu la vào rồi này. Chơi thôi. 37E cho anh Huy, nét, vậy. Vậy, đúng rồi, vậy. Ừ, bắn được khá nhiều quân thì cầu 7 đến đuổi anh Huy này. Tránh Hoàn Ngô nhá. Đã còn anh Lưu Đình Việt đây. Vẫn còn nha anh Việt đây. Đây là máy thủ chim sẻ với tham lai đều số là 53. Vậy bắt màu 8 luôn. Nét. Quá nét. Được. Hay quá anh em ơi. 37 sạch như chùi dành cho game thủ chim sẻ nắng để bắt quân của game thủ CLQ. Và bắt được quá nhiều quân của CLQ ở trong tình huống vừa rồi. Cái bên kia Xuân Thứ. Xuân Thứ tham lai là 62 ở trận đấu này. Bắn màu 8 người thì dâng chéo bên phía đối bạn. Và thế trận này là đang ưu khi mà cả ba game thủ ra đánh chắc nhà trận đấu này nha anh em. Tươi đấy chứ. Nét ở đấy, hai đều đấy các cụ ơi. Và đây là máy của Huy Sức. Năm nay là 46 ở trận đấu này rồi. Bài đấu mà đang đối đầu người cầm 7 game thủ Tiểu Lâm. Màu 8 là người đầu cái bên kia dâng chéo sắc cái bên này nhưng bị xẻ khóa. Huy thì đỡ cân người cầm 7. Còn Xuân Thứ thì đang quản nhà màu 8. Sau đó áp lực nhà màu 6 của Sen Long là đẹp. Đây là máy của anh Huy chim sẻ. Sẻ tham lai là 66/72. Đang ốp nhà BA của người cầm màu 8 bên phía đối phương. Và tham lai 7x đến Huy của chim sẻ rồi. Và Sen Long đi thẳng vào nhà chim sẻ nắng ở trong trận đấu này. Thoải mái. Trận này thì sẻ không đi quân ra quá xa khỏi nhà của mình. Và Sen Long đang muốn lao vào nhà chim sẻ nắng một tơn. Sẻ đang dần quân về với thể đỡ rồi. Đây là cung R của game thủ Sen Long. Tơn lao vào này, chúng ta có quân ở nhà nên Sen Long quay đầu luôn. Bên này thì Zapper dựng đứng đạn có tham lai ở số là 70 và đang bắt quân của Sen Long cùng với chim sẻ luôn. Kết hợp quân trong tình huống này. Nhẩu. Rồi bắt hết luôn. Tham lai là 66/80 dành cho game thủ chim sẻ đây rồi. Đây là máy của Huy Sứt. Huy Sứt đang bị bộ 7 tràn vào trong nhà, chúng ta có một thế đứng dốc rồi. Huy Sứt chưa có chặt gỗ 2. Vẫn đang là chặt gỗ 1 đến từ anh Huy.
Và đây là máy của nguyên thủ chim sẻ. Bên này thì sẻ tham lai là 82 rồi. Bắt đầu BC vùng nhà chính phát triển. Cháu Đinh Hùng Hoàng đã gửi tặng chim nhà nắng 10 sao nha. Đã soi tham một tơn thì 49 dân đến từ game thủ Sẻ Lòng. Đó là những gì mà game thủ Sẻ Lòng đang có. Trong đó thì sẻ đang ra mớ ruộng đây rồi. Chúng ta có một máy của game thủ Xuân Thứ với tham lai là 70. Một thế bài đầu cánh khi màu 8 lên chéo nên là Thứ vẫn đang rất là khỏe. Nhưng bây giờ thì đang bị màu 6 ốp nha Bia. Chúng ta có thể gọi chim sẻ nắng sang cứu mà. Sẻ sang cứu đi. Không, như vậy sẻ không sang cứu rồi, để Xuân Thứ tự đỡ rồi. Và đây là cung đường người có màu 8. Anh Huy đang có bạn đây, bắn đi Huy ơi. Và sẻ Huy kết hợp với nhau, sẻ ra đỡ nhà Huy. Và sau tuần này chúng ta có thể dồn thẳng vào nhà của người cầm màu 7 bên phía đối bạn, cũng như là nhà của nguyên thủ Sen Long. Ok anh Đông ơi, kéo sen Kata anh Đông. Rồi 7E đi. Huy và sẻ đang cố gắng 7E từ cái này là bắt quân của game thủ Tiểu Lâm. Bên này Xuân Thứ có đỡ được nhà hay không? Rapper bên này tham lai 64 vẫn đang đỡ nhà trước Sen Long, nó hơi lủng nhà một chút anh em ạ. Bắt thôi. Rồi đây là máy của game thủ chim sẻ khi kết hợp cùng với Huy Sức. Tham lai là 1 lít và bắt đầu vùng nhà chính đào vàng, nâng đào vàng luôn. Và đang muốn di chuyển lên thẳng nhà của game thủ Sen Long tới từ chim sẻ, chứ không ốp ở nhà màu 7. Và đang lao thẳng lên ốp Sen Long rồi. 6 nhà BA xong đều. Đang mid E. Và đây sẽ là nhà của game thủ Sen Long này. Sẽ đang tìm đường công của nhà Long ở trong cú này các bạn ạ. Vừa đi ốp vừa đào vàng luôn. Đây, đã vùng nhà chính ra đến Sen Long. Còn dân ra xây nhà bị xả luôn đây rồi. Rất nhiều dân tới Sen Long đây rồi. Cái này thì em không bỏ đấy, Khánh Lưu ơi, cái này em cũng biết rồi anh ạ. Rồi bạn ơi, màu 7 sang cứu Sen Long tuần này. Sẽ đưa hai kích quân lên và thêm một kích nữa luôn. Rất đông quân màu 7 sang cứu. Tạm lại là 110 dành cho game thủ chim sẻ nắng ở trận đấu này. Vâng, đã lên đầy đủ công nghệ bản đồ đầu máu gỗ 2 đây rồi. Và đào vàng ốp nhẹ Sen Long một tơn hú họa. Và Xuân Thứ cũng đang đi quân lên luôn. Các bạn nhìn trên bản đồ con 1.02 rất dài ở góc 9 giờ đang lao lên. Chúng ta gây áp lực vừa đủ với Sen Long ở nhà thì sẽ đóng ca lên 4. Đây là dân hồi người cầm màu 8. Không có pha với E đi chim sẻ rồi. Màu 8 chuyển ra đóng BL rồi. Chuẩn bị có sắp đơn và sẻ nâng giáp luôn. Và đang lo sợ gì có sắp đơn của màu 8 lao vào. Làm tơn giáp cho nó chắc. Trước sau gì chẳng phải nâng. 10.000 anh em đang xem, theo các bạn chúng ta có thắng được trận đấu này không ạ? Màu 8 bắt đầu có sắp đơn tới từ Xiaoku. Đây là BK thì có đủ chim sẻ. Xin một tơn đồ đồng đội được kích 4 gần đủ vàng rồi. Rapper bên này tham lai là 93. Tham lai rất to mặc dù bị Sen Long đấm một tơn. Huy Sức bên này thì leve với tham lai là 4x. Và chơi màu 7. Thế trận này sẽ là chim sẻ nắng và Xuân Thứ cân lại với người cầm màu 7 và Sen Long. Đây là cái đủ chim sẻ nhận đồ kích 4 rồi. Màu 8 bắt đầu đi ngoáy chim sẻ với những con sọc đơn của mình. Và đây là pha vậy đến từ chim sẻ nắng để bắt sọc đơn của người cầm màu 8. Sọc đơn kẹp cung rồi. Xuân Thứ cũng đang rất là khỏe trận đấu này nhá. 122 đó tham lai tại những đủ chim sẻ. Dàn quân này không ăn thì trận nào ăn à? Ok anh em. Nét luôn đúng không ạ? Rất nhiều ruộng như chim sẻ rồi. Và như vậy là ai đó đang đóng BL, như là BL Huy à? BL Huy, BL 17. Đơn cả máu và công nghệ xây nhà nhanh rồi. Đưa quân bên trong nhà đứng ghê thôi. Mời anh vàng. Đây BL Huy dứt, Huy chuyển BL. Đây Huy đóng L đi quấy rồi anh ơi. 3L đấy. Bắt đầu nâng công nghệ cho đạp đôi đến từ chim sẻ. Xuân Thứ bên này tham lai ở số là 106 và vừa vẽ khoanh ruộng tròn vo. Cùng nhà chính ra, Sen Long mình nghĩ cũng sẽ lên 4 thôi. Đây là cái thủ chim sẻ với tham lai là 143. Một thế trận đời 4 BL thiết kế đây rồi. Nâng công nghệ và tăng L. Xin dần sắp đơn. Tiếp tục tăng L. Màu 7 đang đến BL Huy Sức nhưng mà không qua được vì sẻ đứng quân kê ở đây rồi. Sen Long không đứng quân thì còn lâu mới vào được nhà sẻ. Thêm ruộng nữa, rất nhiều ruộng. Vâng, 5 nhà BL, bung thêm nhà chính. Và ốp nhà BA màu 8. Hiện nay thì Xuân Thứ cũng đang có một tham lai rất to với tham lai 116. Sẽ lên 4 bất kỳ lúc nào thôi. Sẽ lên 4 xong và đánh đạp đôi rồi. Chắc chắn là đạp đôi rồi anh em. Tham 150. Tham lai rất to đấy, đủ chim sẻ. Nâng bắc binh công nghệ nào. Nhận được thêm gỗ của đồng đội bơm cho để có thể kích đạp đôi luôn. Ok, beat turn hot. Nét rồi anh em ơi. Trận này nét đấy. Quá ngậy đúng không ạ? Rồi, tăng L. Tốt hết PA đi dâng với cầm màu 8. Cái này Wilson có mắc máy được gì mà bởi ở không? À đây, vẫn đang có cung R châm cứu Sen Long đây. Hẳn là 3 cung R luôn. Chạy đi một khóa bây giờ. 3L mới đến từ Wilson đây rồi. Xuân Thứ bên này tham lai được số là 124 và kích 4 thôi. Cũng kích 4, bên mình sẽ là hai người lên 4 nha anh em. Cả Sẻ và cả Thứ đều lên 4 ở trận đấu này.
Đây là chim sẻ bắt đầu đấu quân với tham lai là 160 của mình rồi. À, vừa chơi 17 tân, tân này mình nghĩ là sẻ nếu mà dí là dí 17 chứ không dí sẻ 5 đâu. 17 đã dồn quân lên nhà sẻ này. Cẩn thận cháy ruộng anh em ơi. Sẻ cũng vừa sẽ dí 17. Thêm ruộng nữa. Quá nhiều ruộng anh em ạ. Hot bắt đầu đi lên rồi. Ở nhà màu 8 đang lao vào với một vài đơn vị cung đường sập đơn dớ dần. Nhưng sẻ long ốp BL chim sẻ. Nẹt tê nhờ. Đi quân rất khéo léo thì sẻ long lao thẳng BL chim sẻ. Chúng ta có hot và có cung đường có sập đơn ra đỡ đây rồi. Lên công 7. Làm tí đáp 6 và chuẩn bị hóa đạp đôi rồi. Có like bên YouTube các bạn ơi. Rồi dồn lên nhà bạn rồi. Mình nghĩ là Xen Long cũng sẽ tìm đường để đấm thứ. Nhưng thứ đang có tên đi quân các bạn. 1 giờ lao vào nhà Xen Long này. Đây lọt rồi. Quá nét bạn ơi. Tăng L đánh toàn đạp đôi thôi gái. Rồi. Này thì Xen Long với chúng tôi này. Này thì lên 4 này. Khó chịu này. Rồi các bạn ốp sân thứ đúng những gì tôi dự đoán. Không ốp được sẻ thì bắt buộc ốp sân thứ rồi. Xen Long lên dừng quân bên trong để đỡ nhà. Lọt nhà được bạn một tơn luôn. Bắn rừng được bạn luôn. Mời các anh đến đây. Em đang chờ đây. Lùi dân gỗ nào. Tăng L lên. Sẻ bên này tham bao nhiêu. Sẻ bên này tham lại là 175. Sẵn chuẩn bị limit time rồi. Vâng như vậy là chim sẻ đấm thẳng Xen Long luôn. Kết thúc rồi. Đấm thẳng Xen Long nhé anh em. Nhà thương thứ kệ luôn rồi đấy. Đây là hot Xen Long đạp đôi đã bắt đầu vào. Con đạp đôi của chim sẻ lao vào những con R và hot bên phía đội bạn. Và ốp nhà BL Xen Long luôn. 17 cũng đã có hot rồi. Bên kia cũng hai người lên 4. Xuân thứ tự đỡ sẻ đi đưa đi công rồi. Không đánh thủ được. 17 định lao vào nhà chim sẻ một tơn kìa. Đó là cung R của game thủ Tiểu Lâm. Đây Xen Long ruộng đường các thứ đang bị đấm ngay hết rồi. Bị ốp A đây rồi. Và con tơn đạp đôi sang thủ nhà cho Xuân thứ đến từ chim sẻ. Đừng bảo với tôi là lủng nhá. Ừ không lủng anh em ạ. Thoải mái. BB nét luôn. Làm sao chưa nghe gì cả. Đốt hết BL Xen Long rồi này. Xen Long còn phải đóng BL bên trong nhà nữa. Cô 7 đi lao bên sẻ tân này như cái cửa. Quýt. Xin cửa của bạn luôn. Bạn tìm trên YouTube từ khóa chim sẻ nắng AOE là thấy luôn nha bạn. 174 thì chim sẻ và tham lai quá to trận đấu này rồi. Và mình nghĩ Xen Long cũng đang bung lên mặt 1 giờ để có thể cơ cấu khai thác những cánh rừng của mình. Sẻ bắt đầu bung ra ngoài ăn rừng. Vì sứt đâu rồi. Vì sứt bên này tham lai là 60. Xong một mạch dân rồi. Đây, 4 BL đứng sau mông nhà đội bạn đi thụt. Đi thụt lẹt. Tơn thụt lẹt đến từ anh Huy. Nhận được vàng đến từ chim sẻ để có thể nâng công 4. Làm tơn thụt lẹt BS vừa quét qua đây làm gì đấy. Công 4 này tìm BC lên bản đồ à. Đây là chim sẻ. Vào 7 đạp thẳng nhà chim sẻ luôn. Anh chàng. Nẹt quá nhờ. BB đây rồi. Tơn đụng nhà có vẻ khá nét tới từ công 7. Mà nhầm. Nhầm. Rồi bắt hết tên này của 17 rồi. Đây là mặt máy của Zapper. Zapper bên này tham lai 157. Tham lai đang rất to. Một thế trận mà chúng ta đang có chim sẻ và thiên thứ lên 4. Và đạp đôi xuống đứng bây giờ công vào mặt 12 giờ của Xen Long thì nó thốn đến tận rốn luôn anh em ạ. Thốn tận rốn luôn nha anh em nhá. Lên. Vâng, 170 đến Xuân Thứ rồi, đây cơ sở hồi màu 8 này, đấy tí thả mấy con ra bắn lại chỗ này là xong rồi. Huy sức hồi tham 6x rồi, đội bạn vẫn đang cố. Sẽ bơm Huy lên 4 nốt. Đây rồi, đây là dân vàng của màu 7. Đóng rất nhiều BL đấy anh Huy. Lên bản đồ trước, mất BC rồi. Chim sẻ đi quân chưa, sẻ tham lại là 209 mid time rồi bơm bớt đồ cho Huy sức đi. Tham lại quá to đi, đủ chim sẻ của nhà Xen Long thì tôi thề bạn nhà rất sâu. Trên bản đồ con Xuân Thứ đang lao vào mặt 1 giờ kìa anh em kìa. Đây là Xuân Thứ. Bắn lại màu 8 và lao vào mặt 1 giờ của game thủ Xen Long. Nên cả giáp cho hot luôn. Đây Xen Long đang đứng hot trong nhà để thủ anh em ạ. Vẽ trăm cái BL ra đi các cụ ơi. Và đang viết đạp đôi đến từ Xuân Thứ. Mặt thực của Xuân Thứ đang hơi yếu nhỉ. Màu 8 này đang xin mấy con sọc đơn đi xiên bẩn anh em ạ. Xiên bẩn. Đây nhà anh Long đây. Đây thế đạp vào đạp hết e. Xen Long đã dậy nảy lên rồi. Đánh cây gì. Vâng, chim sẻ bên này tham lai số 180 đang đạp đầu này. Ở nhà sẻ đang bị 17 lao vào một tơn. Giật hot về kê rồi. Đây, 7 BB. Thêm cái BB nữa. Cho nó nét. BB, BB tiếp, BB nữa. Ruộng này thì cũng đỡ được. Chốt E, BB, chốt E tiếp. BB luôn. Đấy. Mặt sắp em 9 giờ ở dưới kia. Vâng, những con đạp đôi của 17 nó lao vào chim sẻ đạp một tơn. Rất là hổ báo luôn anh em.
Đấy, trong nhà bắt đầu lụm rồi. Trong đó thì Xuân Thứ và Chim Sẻ đã giải quyết xong nhà Sen Long. Giờ còn mỗi nhà của anh Tiểu Lâm này nữa thôi. Thằng bắt nốt đi. Bỏ toàn BB lên Chim Sẻ rồi. Đây Xuân Thứ. Kệ Sẻ thủ nhà, Thứ đi đạp rồi. Nên cả giáp 4 cho hot và cung rửa của mình luôn. Với tham lai là 170. Đây Sen Long bay nhà rồi mà vẫn cố đánh nữa. Các anh quá lì rồi. Sen Long bay nhà rồi anh em, làm gì còn gì đâu. Và cuối cùng các bạn đã resize với tỷ số được quyền là 2 đều trong kèo 33 cung rửa xem buổi tối ngày hôm nay được chưa anh em. Trận đấu nét đấy. Hai điều mà